Mời chị hai thành hàng đi nha. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Dạ sao mà hát trước hàng ngàn khán giả, triệu triệu khán giả những chương trình khác không lo âu hồi hộp, mà sao hát cái chương trình này hồi hộp lo âu quá à? Nếu có một cái điều gì mà gọi là không sơ sót thì quý vị vui lòng bỏ qua cho, và nếu quý vị có công nhận thì xin quý vị trong tràng pháo tay thật lớn. Thôi thì bây giờ Thanh Hằng sẽ gửi tặng đến cùng quý vị hai câu dụng cụ được trích trong một vở cải lương rất là nổi tiếng của soạn giả Yên Lan, được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan. Xin mời quý vị. Sơn ca, anh sẽ giết tất cả em sao? Thù hận nào ngăn lối tình
Dạ, xin chân thành cảm ơn những trần qua và quý vị đã thương yêu tặng cho Thanh Hằng và tất cả anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ. Đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ. Một lần nữa, Thanh Hằng cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn lúc nào sức khỏe cũng dồi dào, an lành, hạnh phúc và làm ăn phát đạt, phát tài. Yeah. Em chụp hình với chị Hằng, chụp hoài, gặp hoài, chụp hoài, còn hoài. Mọi người lắm nha.